Từ bắt đầu là hết Tết rồi đó. Rồi nâng cao vô. Giỡn kìa. Còn giờ tao lấy mắt tao lên từng mùa xuân nó tiêu xuống hàng. This holiday was tên uống gì tên? Dạ, thấy nhìn mà. Nhìn thấy tên bắt đầu thấy Tết chưa? Okay. À. Rồi. Rồi. À, bà nói bắt đầu thấy Tết luôn nè. Cha bắt đầu thấy Tết nữa. Sao? Tên bắt đầu sao? Tên bắt đầu thấy gì? Thấy cha bắt đầu thấy Tết không? Bà nội bắt đầu thấy Tết à? Ừ. Chị tính đen cái gì quê là chị tính về quê cái là hát liền không có gì để chị tính hát nè tính hát hay hay gấp việc nè để chị tính gấp có biến đâu cha giữ con biết cục pin luôn hay giữ lần này vừa quay cũng vậy cũng hát khóa gì nghe sao ông nội đưa cái ra đây ông nội rác xong cho bà nội lên con tin hát câu ca nè về lấy mít liền luôn à cầm cái cây ông nội nằm đây ông nội ráp nè đây chưa đây về quê là nó hát liền à tập tiên nó về quê là nó hát gì nè rồi nè tiên hát đi nè nhấn cái này lên nó đèn nó cháy nè nhấn cái này lên đèn cháy nè nó dần hát đi lại mở âm ly lên âm ly mở sẵn mà mở cái micro á mở dữ dặn cái nút kia không chưa ghim rồi chưa ghim ừ tên là bài ủa có bát hả bát dính cái tình hình thôi để ấy hư à kìa lên kìa lên dặn cái micro lên đâu dặn sao nút đỏ ở hàng trên nhưng mà nút đỏ từ bên trái đi qua đó này hả nè ở trong điện có biết không này hả trên tên hả Mirova vậy hả dặn ra nút đỏ từ bên trái đi qua alo Alo, ai mua dừa khô, tôi bán cho dừa khô. Alo, dừa khô gì? Alo, dừa khô, dừa khô.
Sao? Sao? Đập cho nó hư. Nói gì không nghe, nó lại đàng hoàng đi. Alo vừa khô gì? Alo vừa khô gì đọc lại đi. Alo vừa khô dạ. À đỡ quá. Ở lỗ khô. Rồi. Đổi má thì ai cho cô sữa. Ý trong mặt tôi thì nó luôn. Alo quá. Đã vừa khô. Hát bài gì ca? Hát bài gì? Gì qua giấy? Tên hát bài gì? Hát bài gì? Tên hát bài gì nấu bà nội bắt? Ơi! Ơi! Hát bài gì? Ơi! Hát bài gì? Ơi quay! Kêu! Kêu! Là gì đó? Coi tên hát nè! Dạ, coi tên hát. Chắc coi tên hát nè. Rồi hát giọng lâu lâu ha. Kệ bà nội bắt à. Bà nội bắt giọng lâu lâu vậy ha. Nước giặt cao nghi thao trong bộ, sạch đầu mắt và thơm đầu đắt đời lê hương. Rồi nhấn cái đèn cho nó cháy đi. Chừng nào cái đèn cháy thì mới bắt được. Dặn vô đi. Được rồi. Đưa mẫu sữa. Dạ, nhấn cái nút này nè, tên nè nè. Ủa sao hát cao ca? Cha xuống rồi nè nè. Rồi tìm gọi đó đi. Cha xuống cho ha. Hát. Chị ông nâu 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 chị bay đi đâu đi đâu nè. Đâu mê lại nào trên những mùa mai ta thấy chị đang
rồi là biết ngay. Xin quậy.
bờ chim thân quẩy ra ta. Kìa kìa kìa, bà nói ra. Ra 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 ra. Dở dở ra. Ra ra. Ra ngoài ngoài nhúng ngoài. Vô. Vô. Kìa bà nói hát, bà nói hát. Nơ kiều là phơ 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 cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị tà bình. Ơi. Lúc lên bờ với cái canh cho phù. Nó dở chắc. Chưa. Chưa mà. Nó kêu là tên cám này là đi bơm lúc lên bờ. Kệ kệ kệ, con nhảy rồi, con nhảy rồi, hết rồi luôn rồi. Kệ kệ kệ, qua nội ra giải kìa. Giữ giữ giữ. Dịch sẽ là hai cây canh. Nó kêu là cáp 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 cáp. Gặp hồ nước nó bị ba bi bột. Lúc lên bờ mấy cây cánh cho khô. Hát lên tên. Hát lên. Cáp 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 cáp. Ông lậu dài tí. Ê. Rồi hẹn lại video sau. Nhớ like và subscribe kênh Chí Gì Vừa Vừa Thịt nè. Ủng hộ.